Chào mừng bạn đến với kênh video của Hoàng Ngọc Sơn và tôi là Diễm My. Tôi là Kim Ngân. Đây là bản tin Forex được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số tin tức quan trọng diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 3. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay bên cạnh để có thể theo dõi được những video mới nhất nhé. Vâng, theo Forex Factory thì ngày 26 tháng 3 chúng ta chỉ có tin về đồng New Zealand và đồng bảng Anh. Tuy nhiên thì tin này không quan trọng lắm, nên ngày hôm nay chúng ta có thể giao dịch các cặp tiền theo phân tích kỹ thuật là chủ yếu. Các anh chị chúng ta có thể yên tâm rồi nhé. Sang ngày 27 tháng 3 thì chúng ta có một tin quan trọng về đồng USD mà các anh chị cần phải lưu ý. Đó là vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, tin về CB Consumer Confidence. Ý nghĩa của tin này là chỉ số hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong tổng thể hoạt động kinh tế. Qua khảo sát của khoảng 5.000 hộ gia đình, yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối của điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai, bao gồm cả điều kiện lao động, điều kiện kinh doanh và tình hình kinh tế tổng thể. Khi giao dịch các sản phẩm có liên quan đến đồng USD, các anh chị nên tính toán khối lượng phù hợp hoặc đóng bớt một phần khối lượng giúp hạn chế được rủi ro nhé. Tiếp đến là tin tức ngày 28 tháng 3. Wow, ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều tin quan trọng nhé, nên trader chúng ta đặc biệt lưu ý. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một tin tức quan trọng về đồng New Zealand vào lúc 7 giờ sáng, tin về ANZ Business Confidence. Đây là chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế. Các doanh nghiệp phản ứng nhanh với điều kiện của thị trường và những thay đổi trong tình cảm của họ có thể là tín hiệu sớm cho hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, thuế và đầu tư. Chúng ta có thêm hai tin tức quan trọng về đồng USD là vào lúc 19:30 là tin Final GDP và vào lúc 21:30 là tin Screw All Inventory. Ý nghĩa của tin Final GDP là gì? Mặc dù đây là dữ liệu hàng quý, báo cáo được báo cáo theo định dạng hàng năm, có 3 phiên bản GDP được phát hành cách nhau 1 tháng, Advanced, Preliminary và Final. Bản phát hành Advanced sớm nhất là do đó có xu hướng tác động nhiều nhất. Vậy là sao trader chúng ta lại đặc biệt quan tâm đến bản tin này? Vì nó là thước đo rộng nhất của nền kinh tế và là thước đo chính của sức khỏe của nền kinh tế. Và vào lúc 21:30 chúng ta sẽ có thêm một tin về Crude Oil Inventory. Mặc dù đây là chỉ số của Hoa Kỳ nhưng nó ảnh hưởng đến ngành năng lượng khổng lồ của Canada. Các anh chị giao dịch các sản phẩm liên quan đến đồng USD và Canada cũng nên lưu ý, bởi vì nó ảnh hưởng đến giá các sản phẩm dầu mỏ, ảnh hưởng đến lạm phát nhưng cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng bởi nhiều ngành công nghiệp dựa vào dầu để sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một số thông tin quan trọng về đồng euro và CHF vào lúc 14 giờ và 15 giờ chiều. Nên ngày 28 tháng 3 chúng ta đặc biệt phải cẩn thận khi các anh chị giao dịch các cặp tiền có liên quan đến đồng USD, New Zealand, euro và CHF. Vì tin hôm nay có thể nói là dao động thường xuyên và xuyên suốt. Cũng giống như ngày 28 tháng 3, thì ngày 29 tháng 3 chúng ta cũng có một số tin tức quan trọng về đồng euro, CHF, GBP và đồng USD dao động suốt cả ngày. Tuy nhiên, có một tin quan trọng về đồng GBP vào lúc 15:30, current account. Nó liên quan trực tiếp đến nhu cầu tiền tệ, thặng dư tăng lên cho thấy người nước ngoài mua nhiều đồng nội tệ để thực hiện các giao dịch trong nước. Đến 19:30 tối thì chúng ta lại có tin quan trọng về đồng Canada và đồng GBP. Đây là thước đo rộng nhất về hoạt động kinh tế và là thước đo chính cho sức khỏe của nền kinh tế. Nên trong hai ngày 28 và 29, chúng ta nên hết sức cẩn thận với những lệnh giao dịch của mình và hạn chế giao dịch trong tin hoặc có thể giao dịch tránh các đồng tiền có tin tức các bạn nhé. Còn đến ngày 30 thì tin tức hầu như không quan trọng, bởi vì các ngân hàng trung ương châu Á và châu Âu nghỉ lễ nên chúng ta sẽ giao dịch theo phân tích kỹ thuật vào phiên Mỹ là chủ yếu. Và như vậy thì những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Forex tuần này. Mong rằng chúng ta đã cập nhật được những tin tức quan trọng và đón đầu được những xu hướng của những cơn bão sắp tới để có thể có được những lệnh giao dịch một cách hiệu quả nhất. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay bên cạnh để có thể cập nhật được những video mới nhất nhé. Diễm My và Kim Ngân xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 10 giờ sáng thứ hai tuần sau nhé.